Giải mã tình yêu 2020. Bốn cô gái xinh đẹp, cá tính cùng bước vào hành trình giải mã chàng nam thần bí ẩn với tình trường đầy lắt léo. Mỗi cách nhìn, mỗi trải nghiệm của các nhân vật sẽ hé lộ đáp án cho một tình yêu hạnh phúc. Những chuyện tình lãng mạn chưa bao giờ kể cùng những tình huống bất ngờ khó đỡ. Tất cả sẽ có trong Giải mã tình yêu 2020, phát sóng vào lúc 22:30 thứ sáu hàng tuần trên kênh HTV7. Hello các bạn, hôm nay thì chị em chúng tớ đã có mặt ở trên chuyến xe và chuyến xe này chính là chuyến xe của chương trình Giải mã tình yêu. Mấy lần trước thì chúng em được nhận những cái mật thư có những hashtag hoặc là những hình ảnh có những cái thông điệp rõ ràng cụ thể để có thể hiểu được là em sắp gặp những người đàn ông như thế nào. Và ngày hôm nay chúng em nhận được một lệnh khó hơn là không nhận được một cái thông tin nào từ phía biên tập. Kiểu giống như có thể trên chuyến xe này chúng ta sẽ đi rất là xa, nhưng mà chúng ta không biết đi đâu, không biết đi đâu về và đâu, không biết làm gì luôn. Thực ra thì em vốn là một người rất là điềm đạm ấy. Các bạn có thể là nếu ví dụ như tìm thấy các chàng trai thì đừng có để cho chàng trai đó ngồi gần em. Đừng có để cho chàng trai đó ngồi gần em. Bởi vì nếu không thì em sẽ lộ hiện nguyên hình là sẽ không có điềm đạm nữa đâu. Không báo mọi người. Tôi thấy là mặc áo màu hồng nên đi lòng vòng mà đó, mình vô chủ đề đi nè. Ơi xe cũng kịp tới nơi rồi. Dạ, đây là đâu ta? Chúng ta không cần nói nhiều. Bước vô trong là hiểu chuyện gì sẽ xảy ra. Let's go. Tặng cho mọi người một ly nước ép đến từ quán cà phê. Quả địa cầu có bốn đại dương, dương 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 là cái giường để ngủ, ngủ 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 là cái mũ để đồ. Thôi vô chủ đề đi. Vô đi. Tôi đang chờ cái này rồi. Một cái quả địa cầu. Kính thưa quý vị, chúng tôi nhận được một cái quả địa cầu từ chương trình. Dạ. Và thông tin của chúng tôi về người đàn ông tên là Địa Cầu hết. Một là tên là Địa, hai tên là Cầu. Không, cái này là về thế cả thế giới, có cả sắp tới là nước ngoài rồi. Có thể là người nước ngoài người nha. Nước ngoài. Thì có suy nghĩ về một cái đáp án nào? Chị nghĩ chắc cũng là ở châu Á thôi. Châu Á. Nhưng mà châu nào thì cũng được. Bây giờ chị mong là một oppa Hàn Quốc. Kính thưa quý vị, với gợi ý đầu tiên đến từ quả địa cầu và chúng tôi không thấy được một chút xíu thông tin nào từ đây. Và ban tổ chức đã quyết định tặng cho chúng tôi thêm một thông tin mới. Trời ơi, một cái thông tin thật là lớn nha mọi người. Một cái thông tin thật là chi tiết và cụ thể. Và cái thông tin nhìn vô là mình sẽ biết liền. Này, đây là tim đúng không? Còn đây là địa cầu hay tên này là tâm địa? Tâm địa. Địa tâm. Địa tâm. Trái tim hả? Thông tin thứ nhất, theo năm em nghĩ là người đàn ông đó ở nước ngoài mới về. Và thứ hai là đến nay để chọn con tim là tìm kiếm người yêu. Dạ, đó là chính là thông tin một người ngoại quốc Việt Nam để tìm kiếm người yêu. Và người đó đến tìm tôi đúng không? Người đó đến tìm tôi đấy mọi người. Này nhìn quen quen. Ê, nhiều khi mình nói tiếng Việt người ta không hiểu. Hello, what's your name? Are you a people? Ê, nhưng mà từ từ từ. Nói tiếng Việt. Thế người nước ngoài tên hả? Ê, Việt Kiều nè. Việt Kiều hả? Trời ơi, Việt Kiều. Anh tên Tâm hả? Hay tên Tâm, Tâm Địa? Tâm hả? Đúng rồi, tính giống như tên Tâm vậy đó. Tên giống như tên Tâm. Giống tên Tâm. Tên hồn. Tim à? Tim. Ê, anh tên là Tim đúng không?
không biết. Lộ rồi, anh lộ anh rồi. Lộ rồi. Em đã biết rồi. Địa cầu à? Một vòng trái đất à? Vòng trái đất đây nè. Một vòng trái đất. Em ngồi đây, anh ngồi đây. Bên cạnh em ngỡ như thật xa. Đủ rồi đó em. Chúc mừng ba bạn đã đoán trúng. Và chỉ có một mình năm em là đoán sai thôi. Thì ba bạn đoán trúng thì phần thưởng anh dành cho các bạn. Tại vì bất ngờ quá nên anh chỉ có thể là các bạn có thể yêu cầu một cái yêu cầu gì đó và anh sẽ làm cho các bạn trong khả năng của anh thôi nha. Mời em. Anh biết không, là năm 16 tuổi là lúc đó là em mua được một cái đĩa ở trường em. Thì cái đĩa đó đó là bán cho học sinh giá rẻ dữ lắm. Mà nó kèm theo cái vé để đi coi show nữa. Mà cái show đó em nhớ là tên là 8 bạn 6.000 lần nhớ em. Hôm mấy bữa nay anh vừa hát với em vừa khiêu vũ chút xíu cái bài đó được không? Sẵn sàng luôn. Ngày tháng trôi qua, anh phải sống một mình anh. Ngày tháng trôi qua, anh phải sống không có em. Người có biết anh nhớ em nhiều nhiều lắm em biết không? Người ơi, em ở đâu trả lời anh. Yeah. Cảm ơn em rất là nhiều. Là bây giờ thì ngày hôm nay á, anh sẽ bí mật cái chủ đề của chương trình, nhưng mà anh sẽ đưa ra ba cái hashtag cho tụi em đoán nha. Thì hy vọng là ba cái hashtag này thì tụi em sẽ đoán đúng cái chủ đề chương trình. Ba cái hashtag của ngày hôm nay. Đầu tiên, tình trường hả? Kinh nghiệm tình trường. Thứ hai, con nít. Con nít. Và thứ ba, hashtag thăng trầm. Ok, cái này có liên quan tới anh đó nha. Có mấy chữ anh? 7 chữ. Người đàn ông gì? Có 7 chữ số. Ê, 7 luôn. Yêu người đàn ông chưa trưởng thành, đúng không? Đúng 2 chữ thôi. Thôi anh bật mí luôn nha. Chủ đề ngày hôm nay á là yêu người từng trải, em dám không? À, yêu người từng trải em dám không? Yêu người từng trải em dám không? Thật ra thì người nào mà bước qua nhiều mối tình á, hay là nhiều cái va vấp, hay là nhiều cái hạnh phúc đau khổ gì trong tình yêu thì cũng gọi là, cũng có thể nói là thăng trầm hết. Còn kinh nghiệm tình trường á, thì chắc chắn rồi, yêu nhiều thì chắc chắn phải có kinh nghiệm rồi, không có kinh nghiệm thì không thể nào mà trưởng thành được. Còn con nít thì sao, biết không? Cái này anh rất là thích cái này. Thật ra thì người đàn ông, bất kỳ người đàn ông nào cũng là một người con nít trưởng thành hết, chứ không phải là nói về người thứ ba mà nói về chính người đàn ông đó. Tại vì người đàn ông á, mà phụ nữ họ biết nắm bắt được, nắm bắt người đàn ông đó thì tất cả người đàn ông đều là con nít hết. Thì đó là anh thấy rất là đúng trong chủ đề ngày hôm nay. Anh nghĩ là bây giờ á, mình đứng đây, anh em mình đứng đây nói chuyện thì chia sẻ kinh nghiệm hay là tâm sự thì nó sẽ không có hay. Bây giờ anh sẽ mời tụi em đi ăn, được không? Đi ăn thì em đồng ý. Còn cho mọi người hôm nay bận rồi ha. Anh nghĩ là khi mà chúng ta ngồi trên một cái bàn tiệc á, lãng mạn, có rượu, có đồ ăn, có thức uống, có nến á, thì chúng ta sẽ dễ trải lòng hơn. Đó là kinh nghiệm của anh. Ok. Nên là mời kinh nghiệm đáng ngại đó các bạn. Bố tụi em cùng theo anh tới một nhà hàng rất là lãng mạn, rất là đẹp. Mọi người nãy giờ cảm xúc như thế nào? Em thì chẳng cảm thấy gì ngoài tim đập nhanh cả. Không có đâu, anh nghĩ không có tim đập. Tim đập nhanh là người ta sẽ thường, người ta những cô gái mà họ hồi hộp á, họ sẽ không có, đúng không? Ít nói người ta sẽ lúng túng đâu. Đúng rồi, lúng túng lắm. Em thử. Em lúng túng nhá. Em để em lúng túng thật xem. Em sao thế? Em ngứa gì đây? Cái gì đây? Ok, hôm nay anh nói được nhưng mà rất là thoải mái. Rồi bây giờ nói, quay trở lại với chủ đề ngày hôm nay thì tụi em nghĩ như thế nào? Nghĩ về chủ đề này có cảm xúc như thế nào? Theo em thấy thì cũng có qua nhiều mối tình, em cũng thấy thiệt đàn ông là khi mà ở bên người con gái mà họ thích thiệt sự á, họ cũng rất là con nít luôn. Là họ đi làm về mệt xong bắt đầu họ cũng có nhõng nhẽo, họ cũng có một chút làm nũng với mình, dụi vào người mình dễ thương, con cúng con vậy đó. Không, nhưng mà cái đó chỉ là một phần thôi. Còn ngày hôm nay á, cách đúng không? Đó, không, tức là một người từng trải á, là họ sẽ có nhiều cái mặt lắm nha, chứ không phải là chỉ là con nít đâu. Nên là tụi em nghĩ như thế nào nếu như là yêu một người từng trải thì sao? Em có. Mời em. Yêu một người từng trải có khác gì với yêu một người chưa từng trải không anh? Có, rất là nhiều. Tại vì khi mà người từng trải á, họ sẽ có biết được những lúc nào em giận, lúc nào em cần cái gì.
lúc này em muốn, ví dụ như khi mà em yêu một người á, một người đàn ông, một người con trai á, họ chưa có yêu nhiều thì họ sẽ quan trọng những cái riêng của họ hơn, bạn bè của họ hơn, ví dụ họ chơi game hay là hẹn hò. Còn yêu người từng trải thì họ sẽ lúc nào họ cũng sẽ hỏi là em ăn tối chưa, em có ở đâu anh tới đón, hay là lo nghĩ tức là họ sẽ lo nghĩ hy sinh cho em nhiều hơn là họ sẽ nghĩ cho họ. Thực ra thì đó là cái điều mà đã từng trải qua nhiều cái vấp ngã rồi thì mới kết luận ra được. Câu hỏi của em là anh nghĩ gì nếu như yêu một người con gái chưa từng trải? Thật ra hả, cái đó là phải có một sự kiên nhẫn rất là nhiều. Vì khi mà chưa từng trải á, thì sẽ có những cái suy nghĩ á, những cái lời nói á, sẽ kiểu như là họ chưa trải qua những điều đó, nên là họ sẽ có những suy nghĩ đó, nên mình phải kiên nhẫn, mình giải thích cho họ hay là mình theo họ. Mình đầu tiên nhất, ví dụ như họ sai nhưng mà mình khoan hãy nói họ sai, thì đó là cái cách của anh là anh không bao giờ là nói phụ nữ sai hết, mà mình sẽ từ từ, mình sẽ đợi đúng dịp. Khi mà họ đang nghe lời mình á, họ đang ở trong vòng tay của mình thì mình sẽ nói về những điều đó. Trời, cảm giác anh Tim là gentleman luôn á. Đúng rồi, anh rất là từng trải. Đối với anh, phụ nữ là số 1, phụ nữ là lúc nào cũng là phải ưu tiên, và không bao giờ được đánh một người phụ nữ dù chỉ là một cành hoa. Đó, nên nam là... em ơi, em gỡ cái lược ra chưa em đâu rồi. Ủa em ơi, em có thích đàn ông không? Em có hứng thú với người từng trải không? Anh thấy em chán nản vậy. Không phải, em xin lỗi anh, là tại vì ok, mời em là người từng trải như anh cho nên là đó. Em kiểu em chán đời vậy. Không chán đời mà là em chọn cho mình một cái có một đúng rồi. Thường là vậy á, nhưng mà khi mà anh nghĩ vậy nè, hồi đó anh cũng vậy á, sau một lần vấp ngã tình yêu á, là mình cảm thấy mình sợ luôn á, mình chọn mình một vỏ bọc luôn. Nhưng mà thật ra nha, cuộc đời này á, rất là nhiều cái điều hay mà mình thú vị mà mình chưa có khám phá ra, mà một cái vấp ngã hay một cái nỗi buồn á, cũng giống là một món ăn trên bàn tiệc vậy đó. Chính là mình phải ăn những món như là ngọt, mặn, chua, cay, đắng. Đâu lúc nào em cũng ăn ngọt đâu, đúng không? Nên là cái điều đó chỉ làm cho em thêm thi vị, thêm cái kinh nghiệm thôi, không có gì hết đó. Mình nếu mà mình khóa cửa đây, đúng là người đàn ông từng trải. Đúng rồi. Nói thêm nữa. Rồi, chúng ta đã tới nơi rồi. Xin mời mọi người xuống. Là vậy đó các bạn. Người đàn ông. Xin mời mọi người. Từng trải có khác. Đây. Mà em, trời ơi. Ok. Bây giờ thì anh mời mọi người, chúng ta sẽ vừa ăn và vừa tâm sự, vừa chia sẻ những cái quan điểm của mình về chủ đề ngày hôm nay nha. Xin mời mọi người. Tưởng thụ đi các em. Đấy, xin mời mọi người. Em thấy mình giống như em bé được chăm sóc vậy. Em thích cái chủ đề nào hơn? Cá nhân em thì em nghĩ là phụ nữ ai cũng thích được chăm sóc và ai cũng muốn được bảo vệ. Cho nên cái mà chủ đề hôm nay đưa ra là yêu người từng trải. Em dám không? Em dám không, chắc chắn ai cũng sẽ thích điều đó. Vậy thì bây giờ nếu như có một người đàn ông từng trải đến với em, tấn công em, thì em có sẵn lòng thử hay không? Sẵn lòng thôi. Ơi, có gì đâu không thử. Nếu như người ta tấn công mình mà mình cũng có cảm xúc thì em thấy đấy là chuyện bình thường. Nhưng mà nói thiệt nha, khi mà em nó có cảm giác mà mình yêu người trẻ con nhiều, con nít nhiều quá rồi á, tự nhiên thấy một người một cái gu hoàn toàn khác á, mình sẽ thấy là lạ lẫm lắm á. Anh muốn trở lại với câu chuyện hồi nãy trên xe, là anh muốn biết là hơi một tò mò chút xíu, tại sao em lý do vì sao mà em lại còn một cái rất là trẻ mà em lại không muốn yêu nữa, hay là em có một cái điều gì đó? Tại vì có vỏ bọc quá, có rất là nhiều cái điều trên cuộc sống này, trên nhất là chúng ta làm trong lĩnh vực giải trí nữa, thì chúng ta phải nói chung là cần yêu á, cần nhiều cái điều mà nó thăng hoa chút xíu. Thì tại sao em lại nhốt mình trong một bỏ bọc như vậy?
Một câu hỏi không biết bắt đầu từ đâu. À, ba em mất lúc em 18 tuổi. Ừ. Và gia đình em lao đao. Ừ. Lúc đó em có một tình yêu và đã bỏ rượu hỏi cưới xong hết rồi. Rồi. Và em xác định là em cần phải làm gì. Ừ. Vào thời điểm đó. Và em quyết định là bỏ cái tình yêu đó để mà đi tìm kiếm cái tương lai và cái gì đó để mà bảo vệ cho gia đình. Ừ. Và khi em thành công rồi. Ừ. Cũng là lúc em yếu đuối nhất. Ừ. Em chọn cách là em tìm một người đàn ông để dựa dẫm vào. Và cuối cùng họ biến mất. À. Và sau những chuỗi ngày kế tiếp là em bắt đầu em thế vào những cái vị trí đó. Kiểu người này đi rồi mình thế tiếp người này. Mình cho phép cái trái tim mình rung động với bất cứ một người nào mình gặp. Mình có quyền. Okay. Mình yêu người nào đó mà mình không cần quan tâm cái gì hết. Tiền bạc vật chất, thậm chí anh nghèo hơn em có thể nuôi anh được, nhưng đổi lại là gì? Mình là người tổn thương. Ừ. Và cuối cùng làm gì? Cuối cùng trách nhiệm của người phụ nữ để tiếp tục tồn tại là mình phải mạnh mẽ và mình phải tạo cái vỏ bọc cho mình. Vì nếu như cứ tiếp tục như thế thì chính mình là người giết mình, mà không đổ lỗi cho đàn ông mình. Tại sao anh lại tổn thương em được, đúng không? Ôi không nữa. Thực ra chị hiểu cái điều mà nam em vừa nói. Bởi thực ra tất cả bốn, em nghĩ là bốn người ai cũng đang hiểu ngồi hết. Ngồi đúng trong bàn này đều đã từng trải qua cái cảm xúc đó. Tức là mình muốn dựa vào ai đó đôi khi không vì cái gì hết. Chính vì thế em cũng yêu những các bạn ít tuổi hơn. Bởi vì em đôi khi em yêu không vì cái gì hết mà cũng đã đem về rất là nhiều cái đau khổ. Thật ra những điều mà em chia sẻ anh rất là hiểu luôn. Tại vì anh cũng từng trải qua những điều đó rồi. Và tới một lúc á mà mình muốn, tức là nó chạm cái điểm của mình á, chạm cái điểm mà mình cảm thấy là đau khổ nhất á, thì tự nhiên mình sẽ giống như là mình lột bỏ cái kén nó ra, mình làm một người khác thôi. Có một cái câu rất là hay là nếu như chúng ta cứ suy nghĩ tới những điều tiêu cực hoài á, thì tự nhiên cái con người mình cũng sẽ lúc nào cũng buồn hết. Còn nếu như mình suy nghĩ tích cực, mình suy nghĩ còn rất là nhiều điều chờ đợi mình, thì tự nhiên mình sẽ sáng lên thôi, mình tích cực thôi. Nên là anh mình vẫn là suy nghĩ tích cực vì mình lạc quan và mình còn sống, mình còn tồn tại. Nhưng những cái dư chấn nó để lại nó vẫn còn nằm ở trong đây và nó cần thời gian. Đó. Giống như anh nói là yêu người từng trải, em dám không? Chắc chắn em make sure em cần điều đó. Vì sao? Em là người đã quá nhiều tổn thương rồi, tổn thương tới mức về tinh thần lẫn về thể xác và phải luôn cả về. Không, nhưng mà anh nghĩ là em chưa gặp đúng người á, đúng không sao? Thực ra mà nếu mà mình gặp đúng người của mình á là chắc chắn là đây, mình sẽ vui vẻ. Nam em chính là cái đối tượng cần nhất, cái một người chững chạc trưởng thành, cái người đủ mạnh mẽ để đập bỏ cái vỏ bọc đó của em. Không, nhưng mà tới thời điểm này em nhận ra một điều là tình yêu nó không đem lại hạnh phúc cho em. Và em chỉ có thể hạnh phúc được khi em thành công, em bảo vệ gia đình. Chứ đối với em, tình yêu bây giờ nó vô nghĩa lắm. Xin lỗi mọi người. Không sao, không sao ra, chúng ta nói ra cảm biết được cảm xúc của mình, không sao. Năm em ấy, em đã từng trải qua và để đến ngày hôm nay em mạnh mẽ thì em cũng đã từng như thế. Mình sẽ sợ mình buồn một lần nữa, đau khổ lần nữa. Nhưng mà thật ra anh chia sẻ thật sự nha, là thật ra mình sau khi mình vượt qua được điều đó rồi á, mình đến với một cuộc tình khác, một người khác á, mình cũng yêu lại như từ đầu. Mình cũng vui vẻ, mình cũng cảm xúc như vậy à. Nên mọi người cứ yên tâm đi, còn rất là nhiều cái điều vui, điều hạnh phúc, điều người mới mẻ. Đó là cái điều chia sẻ thật sự của một người đàn ông từng trải yêu nhiều á. Thật sự bây giờ anh rất là thèm yêu luôn, tại vì mỗi lần yêu rất là vui. Nhưng cá nhân anh còn sức khỏe. Còn yêu tới mức độ mà em ảnh hưởng tới sức khỏe em nó khác, anh hiểu không? Mà những ngày em phải đấu tranh để em tiếp tục sống. Em thèm yêu lắm. Em nói thật, em rất thèm yêu. Nhưng em quá yêu, em quá cảm xúc, em sống rất cảm xúc. Và đó là con dao hai lưỡi, đưa em tới con đường thành công, cũng là con dao đẩy em đi xuống cái địa ngục đó. Em ở cái địa ngục đó mọi người biết bao lâu chưa? Thôi giờ chuyện qua rồi, mà chúng ta chia sẻ để mà chúng ta hiểu nhau hơn. Nhưng thôi. Mà em okay. Không có kể lễ đây, em không, xin lỗi mọi người, em không kể lễ. Nhưng mà như em kiểu em mắc nợ đàn ông á, anh hiểu không? Em mắc nợ đàn ông. Kể cả anh luôn hả?
Còn anh giống như anh bất ngờ phụ nữ. Không. Không, thực ra nha, thực ra anh nói vậy nè, yêu nhiều là tốt, không có gì đâu. Yêu nhiều mình mới có cảm xúc con người mình mới là cảm thấy là, tại vì những người mà họ yêu họ không biết yêu á, không yêu được nữa mới mệt đó. Họ không yêu được nữa mới mệt đó, còn mình còn đang khổ. Em nói mà anh mắc nợ phụ nữ là anh không đồng ý. Tại vì đối với anh á, dù cho yêu bao nhiêu lần hay là dù phụ nữ họ có làm cho mình buồn, làm cho mình thất vọng, làm cho mình mất hy vọng thì chưa bao giờ anh nghĩ là mình mắc nợ họ hết. Mà đó đều là những cái khoảng khắc mà mình trải qua trong một mối tình. Một mối tình không thể nào lúc nào cũng vui được hết. Không thể nào hai đứa ngày nào cũng nắm tay nhau, cười nói vui vẻ, đi xem phim rồi lúc nào cũng vậy. Nó phải có những cái cảm xúc buồn, ghen rồi thậm chí là cả đau khổ nữa thì mới gọi là tình yêu. Nên là mình chấp nhận. Anh nói anh không thấy mắc nợ thì em không đồng ý. Bởi vì tình yêu khi mình không còn yêu nữa, mình không còn yêu nữa thì mình sẽ chuyển sang hận nếu mình yêu nhiều. Nhưng mà anh lại thấy là em đang mắc nợ tình yêu chứ không phải là mắc nợ cái người đàn ông đâu. Thì em đang nói là mắc nợ tình yêu. Hỏi không không thì rất là khó. Thật sự luôn á, tình yêu thực sự là không quan tâm gì đâu. Không có quan tâm quá khứ hay là em như thế nào đó, chỉ muốn là làm những điều tốt nhất cho em thôi. Đó là cái suy nghĩ của anh. Khi mà yêu bất kỳ người nào cũng muốn làm những điều tốt nhất, đẹp nhất, lãng mạn nhất cho họ thôi. Và anh cũng, mặc dù anh đã trải qua rất nhiều mối tình, nhưng mà anh luôn luôn cố gắng giữ cho mình không được chai lì cảm xúc. Cái điều đó là cái điều mà giết chết một cái con người, một cái tình yêu á. Khi mà em chai lì cảm xúc rồi á, tự nhiên em làm cho có, hay là em không có còn cảm xúc hồi hộp hay là gọi là tim đập á. Làm bất cứ việc gì cũng như nhau. Ừ, đó, nên là mình nên giữ cảm xúc của mình. Ok, nãy giờ thì chúng ta chia sẻ rất là nhiều cảm xúc của mình và hiểu người từng trải. Và anh muốn hỏi từng người là tụi em dám hay không. Và nếu mà được thì tụi em có thể chia sẻ cái quan niệm, cái suy nghĩ của mình là về cái việc yêu người từng trải như thế nào và dám như thế nào. Thôi chắc anh hỏi xa trước đi ha. Với em á thì em rất 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 là thích yêu những người từng trải. Dĩ nhiên em sẽ không giới hạn cái độ tuổi, không có dựa vào cái độ tuổi để mà mình nói người ta có từng trải hay không. Đúng rồi. Chỉ là dựa vào những cái điều người ta hiểu biết, cách người ta cư xử với một cô gái, với mọi người xung quanh như thế nào. Thì yêu người từng trải chắc chắn là mình sẽ có được những cái thuận lợi, như là người đó sẽ luôn nghĩ về mình, luôn lo lắng cho mình và luôn muốn làm cái điều tốt đẹp nhất cho mình. Đúng rồi. Thì họ hiểu về con gái nhiều hơn. Và họ sẽ biết cách nào đó để giữ được cái tình yêu này nó luôn nóng. Đúng rồi. Em thích một cái tình yêu nó luôn nóng vậy, cảm xúc nhiều hơn. Vậy là em dám không? Em dám, tại vì có nhiều người nói là yêu những người đàn ông từng trải, trầm tính, điềm đạm thì rất là chán, mà không hề. Đúng. Khi mà bước vào cái cuộc yêu rồi đó, con người từng trải đó họ rất là nồng nàn. Đúng rồi. Còn em? Em nghĩ tình yêu nó là cảm xúc, nó không phân biệt là người từng trải hay người không từng trải. Khi mà cảm xúc mình đủ thì cho dù người đó làm gì mình cũng yêu người ta. Là em cũng chọn dám yêu luôn. Dạ. Chứ có dám hay không thôi. Thực ra em nói thật, em cũng trải qua quá nhiều điều trong cuộc sống, quá nhiều người. Cho nên là em ngoài cái suy nghĩ cho bản thân mình ấy, em phải suy nghĩ cho cả những người xung quanh mình nữa. Đôi khi em không muốn yêu xong rồi lại ảnh hưởng đến công việc, hoặc là em không muốn kết hôn bởi ảnh hưởng đến công việc mình sẽ không thể lo cho gia đình được. Nhưng đến hiện tại, thời điểm hiện tại thì em nghĩ là mọi thứ nó cũng đã ổn hơn rồi, và em cũng bắt đầu tìm cho mình một cái gì đấy ổn định. Em vẫn yêu, nhưng mà gặp một người lớn tuổi, em nói thật, em muốn nhưng đúng là em chưa dám là không. Rồi, vậy là ngày hôm nay vậy là có hai cô gái là dám, hai cô gái không dám. Cô gái này khỏi hỏi chắc không luôn rồi. Chưa hỏi sao biết trời. Nhưng mà anh nghĩ là không đâu, em chưa mở lòng được đâu. No. Chỉ khi người ta đã nói người ta đàn ông từng trải, em dám yêu hay không? Vậy em hỏi anh là nếu một người phụ nữ từng trải và quá nhiều tổn thương thì anh có sẵn sàng bảo vệ họ hay không? Sẵn sàng. Và thậm chí họ bị bệnh, và họ có rất là nhiều vấn đề về sức khỏe và cuộc sống. Anh có sẵn sàng hy sinh thời gian của mình để bù đắp cho người ta không? Quan trọng nhất là hai người có đủ tình cảm hay không. Đó, mình cũng là thử thách cái điều đó. Ok, mà nãy giờ chúng ta trải lòng cũng nhiều cái nút thăng trầm, nút lắng quá. Bây giờ chắc là chúng ta sẽ làm một cái gì đó cho nó vui vui hơn đi ha. Yeah. Yeah.
Đây là một phần chơi cuối cùng mà tất cả những người đàn ông bước vào cuộc chơi đều phải cùng chơi với bốn cô gái, đó là mỗi người sẽ có một cái tờ giấy để định hình coi là từng món ăn sẽ có một giá bao nhiêu và total là tổng cái bữa ăn hôm nay là bao nhiêu. Tức là đoán giá từng món ăn đúng không? Người nào đúng á thì sẽ có phần thưởng, còn sai á thì phải trả tiền cho bàn ăn này. Có quan trọng không? Em ăn bao nhiêu anh cũng trả được mà. Anh nói game mà. Ai chắc chưa. Cái câu đó anh quen miệng. Dạ. Anh quen miệng. Em bắt đầu thay đổi suy nghĩ rồi đó. Em không được đâu, em hết giờ rồi. Nhìn trộm à, nhìn trộm à. Tên tên xong rồi. Xong. Bày trí đẹp, không gian quán đẹp, giá cả hợp lý. Chưa biết giá mà giá cả hợp lý hả? 750.000. 750.000 á? Đồng. Sao rẻ đó. Cá nhân mình thì chỉ 700.000 thôi. Hả anh nói rẻ hả? Anh thì nghĩ là 1.200.000. Ở đâu review anh là gì? Anh review về ngày hôm nay thì gặp gỡ các bạn á, rất là cảm xúc, là bất ngờ và hiểu hơn về, ví dụ như không gặp á thì không hiểu là các bạn sâu lắng hay các bạn có những cái suy nghĩ như vậy về đàn ông, về tình yêu đó, nghĩ là các bạn sẽ vui vẻ yêu đời hay là có những cái suy nghĩ khác, thì hôm nay gặp thì hiểu hơn về các bạn rất là nhiều. Cảm ơn các bạn. Tiếp theo là cô giáo dạy tiếng Anh của chúng ta nè. Rồi. 1 triệu hả? Dạ. 1 triệu. Sao thì thấy món ăn ở đây cũng đậm đà nè, vị Thái nó rất là cũng chuẩn nha. Món Việt thì nó nhẹ nhàng, không gian thì dễ chịu và cái giá là 800.000. Rồi bây giờ. Ok, bây giờ mình sẽ gọi tính tiền ha. Em ơi. Rồi bây giờ là công bố giá nè. Lại đi ra đây. Nghiêm trọng nha Nam em. Tôi không biết ai là người winner. Mấy con số tổng cộng là 6 con số hay là 7 con số? Bết, ăn theo. Nó về lại rồi thôi. Nó về thôi, lại rồi. Như thế này cảm ơn. Nhận đúng nè. Trời ơi, 60 ngàn đó là đúng rồi. 1.060.000. Anh 1 triệu. Đây em 700 nha. Anh 1.200.000 là nam em phải trả rồi. Hôm nay chúng ta đã có một cuộc nói chuyện rất là thú vị, có nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau, cùng với anh Tim, một người đàn ông rất là chín chắn, trưởng thành, từng trải, kinh nghiệm tình trường cũng rất nhiều và cũng có một chút con nít đúng không anh? Đúng rồi. Cùng với những cái món ăn hôm nay rất là ngon. Chương trình hôm nay bốn chị em rất cảm ơn anh Tim đã đến đây tham gia chương trình và hẹn gặp lại quý vị khán giả vào 22:30 thứ sáu hàng tuần trên kênh HTV7 nhé.